Một ngày khám phá TikTok creator hào ở hàng có gì chat. Có một cái sân khấu đẹp và lớn lắm, có thể họp hành hoặc là bạn công việc ở đây. Một cái bảng có siêu nhiều chữ ký ở các quốc gia khác nhau. Và ở đây thì mình thấy có bạn Harry đến từ Việt Nam. Đây là chữ ký của Harry. Và mình nữa vẫn thích ăn ngon from Việt Nam. Bắt ra TikTok ở đây có chút xíu à. Cỡ này xương xương thôi, nhiều nó ô về ba cái. Thích quay clip đúng không? Vô đây có luôn. Bên kia muốn nhảy đúng không? Vô đây có luôn. Trời trời, nó làm gì trời? Làm gì nhìn khó coi quá vậy? Có rất là nhiều gian hàng bán quần áo, vớ, giày dép các kiểu, mỹ phẩm nữa. Trên con phố Sông Xuân có rất là nhiều local brand của Hàn Quốc. Đặc biệt là ở đây sẽ có Dior. Mọi người nhớ chụp hình nha.